Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình khô hạn kéo dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, diện tích nuôi cá nước ngọt bị thu hẹp đáng kể, gây thiệt hại cho người nông dân, ghi nhận tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Vĩnh Tân là địa phương có diện tích hồ ao nuôi trồng thủy sản lớn nhất huyện Vĩnh Cửu với khoảng 370 ha. Nhiều năm qua, người dân tập trung nuôi thả các loại cá như rô phi, mề dinh, cá trắm mà lại nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, với điều kiện tự nhiên đất đá nhiều, sông hồ ở xa, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước thiên nhiên, nên vào mùa khô, tình trạng thiếu nước trầm trọng đã dẫn đến các hoạt động nuôi cá trên địa bàn xã gần như đã tạm ngưng chờ mưa. So với cùng kỳ năm ngoái đã có nhiều cơn mưa đầu mùa, lượng nước tương đối đủ để duy trì cho chăn nuôi cá thì năm nay lượng nước sông hồ, kênh mương giảm thấp do khô hạn ảnh hưởng đến việc nuôi thả cá, từ đó thu nhập của người nuôi cá giảm sút. Đây là diện tích là gần 5 sào mặt nước, nhưng ao là nông, trừ cái đầu tư ra thì lấy cái công để cắt cỏ thì như vậy là nó tất cả thì coi là chi phí ra rồi thì nó chưa nói công cắt cỏ thì nó khoảng được trên dưới 3 đến 40 triệu. Nhưng là do là cái ao nó khô cạn, nước nó rút nhanh cho nên là thu là thấp. Thấp ở cái chỗ là nuôi có một vụ mà cá lại bé, cho nên bán cái là giá cái là cá nó không đảm bảo. Ao nuôi cá trên địa bàn ngoài việc dùng để nuôi trồng thủy sản còn được bà con sử dụng tưới tiêu cho cây trồng ven ao như chuối, tiêu, tràm. Tình trạng nắng hạn kéo dài thiếu nước làm cho các cây trồng khô héo, thậm chí chết cháy, gây thiệt hại cho nông dân. Địa bàn xã Vĩnh Tân thì đa số là nước dùng nước tự nhiên chứ không có nước hệ thống của nước vô ra đó. Thì trên tổng diện tích của xã Vĩnh Tân mình á, là nằm khoảng 370 hectare diện tích chăn nuôi thủy đặc sản. Thì các hộ dân đấy chủ yếu là dùng nước tự nhiên để chăn nuôi cá sinh sống hàng ngày đó. Thì với mấy tháng vừa qua nó bị khô hạn kéo dài thì cái này cũng là nằm cho những các cái hồ của cái áo này nó khô cạn hết thì cái nguồn thu nhập của nông dân rất là khó khăn. Chăn nuôi thủy đặc sản thì mình lại từ nguồn nước ao để tưới cho những cây chuối nè, rồi cây tiêu, cây trên vườn á, chủ yếu là mình lấy nước ở dưới hồ cá để tưới, nhưng mà giờ mưa kéo hạn hạn dài thì không còn nguồn nước để tưới cây thì nguồn thu hoạch của hộ dân cực kỳ là khó khăn. Đối với loại hình nuôi trồng thủy sản phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, người nông dân hoàn toàn thụ động, dẫn đến việc rất khó cho kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản ở khu vực này. Do vậy, địa phương cần sớm định hướng quy hoạch phát triển nông nghiệp ở khu vực này để người dân yên tâm sản xuất.